nặng nhất là cái nguồn nước đang thiếu, cho nên cái công việc của nó rất là khó khăn. Đối với thành phố thì phải nói rằng đã sử dụng toàn lực hết tất cả các phương tiện kỹ thuật của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận Kiều, của quận Bình Mỹ, đồng thời là chi viện của quận Bình. Nhưng mà cái phương tiện của quận chính thì cũng chữa được thấy cả thứ ba, cho nên là chỉ giúp được ở khâu là hầm lan của các thành phố. Thốt điều các cái lực lượng của hành đội thành phố tiếp trong các bức tranh, cho nên là cũng tập trung tối đa thành phố thì cái sự tham gia có nhiều lực lượng như vậy, cho nên là hôm nay là tôi với anh nào được có chủ động thành phố cũng như là nhau có mặt tại hiện trường lúc xa xa thành phố để chỉ huy thống nhất cái lực lượng phối hợp này. Có nhau đồng chí đạo có nhiều lực lượng